Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello mọi người. Rồi thì ngày hôm nay bọn mình đang có mặt ở trong một cái mini game bạn ơi. Ngày hôm nay là bọn mình sẽ tham gia một cái cuộc thi. Đấy các bạn thấy đằng sau không? Trời ơi, nó giống như kiểu là vòng quanh thế giới ấy. Đấy, ui, tít ở trên kia luôn. Hôm nay là bọn mình sẽ tham gia cái cuộc thi Parkour bạn nha. Đấy, cái này giống như kiểu là Parkour vòng quanh thế giới bạn ơi. Rồi thì thôi chắc là chuẩn bị bắt đầu thôi nhỉ. Ok, 3, 2, 1, get go. Ok, thanh niên này chạy luôn hả? Chạy luôn đúng rồi. Ở đây hả? Của anh mới bắt đầu. Không, ok kìa, thả chứ người ta phải nhảy qua đây. Cái gì đây Vanh, thả chứ. Đấm nhau luôn hả? Đấm nhau được luôn. Đấm nhau được này, thôi không đấm nhau nữa. À, cảm ơn Khang nhá. Bạn, chơi quay bạn ơi. Ok. Đâu đi nào ra, đi nào ra. Em rất pro nên. Đi nào ra. Đi ra ta bên này đi nhầm đường rồi. Ôi trời ơi, đằng sau. Ui rồi, cái này tính ra vừa đi vừa dò đường các bạn ơi. Ok. Ui, cái này vừa đi vừa dò đường. À đây rồi, các bạn ơi, không sao, mình đã bắt kịp lại cuộc chơi ngay thôi. Đấy mà à đâu đây đây đâu đây đây đây. Thôi xong rồi, tầm này thanh niên Kiên đi rồi đúng không ạ? Đâu. Ok. À đây đây đây. Ui rồi. Đi cái lạc đường à, trời ơi non thế. Phải tìm đi cái này. Cái này vừa chơi vừa giải mã đấy. Ôi giời ơi, các bạn đây. Ủa, sao vừa lấy tôi thấy Nhiên Vanh ở đâu đây mà thấy nên vượt trước à? À kia. Không, Vanh đằng sau rồi. Vanh đợi mà. Em còn dài Dino ấy. À, đây bên này các bạn ơi. Cái này là cuộc thi này là parkour vừa giải mã đấy bạn ơi. À, nó chứ nhìn có vẻ là dễ thôi nhưng mà không đâu. À, mình thấy rằng là cái này Kiên được checkpoint đầu tiên rồi. À, Kiên đã được checkpoint. Hay quá. Tính ra là mình rủ thanh niên Kiên vào đây chơi parkour chắc là có vẻ hơi thiệt thòi các bạn. Bởi thanh niên này chỉ yếu xịn thôi mà đây hướng dẫn đi còn gì nữa. Đấy, ok bạn ơi. Đấy, ui giời, mọi người đang theo sát nhau rất là gọi sát sao bạn ơi. Rất là kiểu đang đi rất là giòn đâu nhỉ. Mình vừa nhảy mình vừa phải nghĩ xem là ui, như đây. Đấy. Quá mà ok. Đúng rồi, đến chỗ nào di chuyển như thế nào bạn ơi, này cứ map nhìn lão. Phải loát đi. À đây. Ok bạn. Cháy thì kêu đây còn gì nữa. Ok bạn ơi, chúng ta. Cái gì nó không giống. Bạn ơi, đúng nhỉ. Đây bạn ơi, mình phải nhảy đây. Bơi xuống dưới. Cái này mình đang phải đảm nhận rất là nhiều gọi là vai trò nhiệm vụ khác nhau bạn, bởi vì mình vừa bình luận vừa chơi và vừa đi. Rồi ok. Em thấy là thấy không giòn. Ok, không có giòn à. Ok bạn ơi, thả chứ mấy niên nói gì đi, thả nó chứ cứ để ta nói xong rồi ta. Đang nói đây. Phải nói đi anh em, hát đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chơi gì chứ kỳ lạ vậy, để cho người ta nói người ta không tập trung được. Ok bạn, đâu nhỉ. À đây bên này. Đúng video hình nó nói. Đấy các bạn thấy không? Khổ quá cơ. Nhiều bạn cứ chê anh bắt cua gà khổ quá cơ, tôi phải đảm nhiệm bao nhiêu cái nhiệm vụ. Ủa thanh niên Vanh vào trước này. Cái này không cần chờ, đừng có chơi. Trời ơi, đứng chờ. Thôi, đừng có hạ thấp gọi là danh dự người ta bằng cách thế nhá. Đấy chưa? Rồi hãy chơi hết sức mình đây. Và như mấy thanh niên này cứ chơi kiểu đấy xong các bạn bảo không, ta không cần, chúng ta không có cần bạn, thà gọi là thua vinh còn hơn thắng nhục. Ok bạn. Rồi xong bị bỏ xa ở đấy. Ok, cứ ngồi đấy mà bỏ xa chúng ta. Vừa đấy là mình nhảy xíu hụt một lần thôi bạn. Và ôi thanh niên bắt đạp hết rồi. Cái này. Okay. Lá sen à, lá súng à. Ok rồi. Lá súng răng này. Đâu sao nào. Ok bạn ạ. Rồi bye bye. Đâu nhà chui nào đâu nhà. Chỗ này nhảy đâu với ta? Cái gì vậy? Không nói đâu, tầm này kệ thôi, khinh thường. Sai đường rồi. Khinh thường ta đây cứ kệ thôi. Ôi, mấy thanh niên đây. Bà thanh niên đây đường rồi. Quá lòn bạn ơi. Sai đường thật đâu. Ok bạn ơi. À đây nè, đi vòng qua bên này trời ơi. Ui, cái này đã khổ. Quá lòn thà chứ. Đây, hiện tại là 200 giây đã trôi qua bạn ơi. Ui giời ơi. Không biết là cái này không biết là có tính bao nhiêu level nữa bạn ơi. Mình chỉ biết là nó nhảy bao giờ đến đích thì nó thắng rồi bạn ơi. Không biết bao nhiêu level. Người em nặng nhất là người đã đến đầu tiên rồi. Phải đường này bạn ơi. Nhảy hút một cái thôi. Nhảy hút một cái thôi là quay lại xa lắm đấy nha. Cây đấy nhỉ, đi qua bức tranh này. Thế nhỉ. Vừa đây là Noob đóng cái cửa đi để không cho mấy thanh niên biết chỗ nào bạn. Em bảo là ai tới đến đầu tiên nữa nó thua đấy. À thế là có cả vụ đấy luôn hả? À, mà top 2 với top 3. Ui rồi. Cái này đi cái này phải đi vòng. Này chúng ta phải đi vòng mà là mình phải nhảy lẹ này. Đó đi vòng. Ok. À luôn chứ mình còn không biết được bởi vì nó khi mà nhảy hụt một cái rồi quay lại đường xa dã man con ngan luôn đi. Bạn đừng nhảy trước mặt em, anh em tới rồi. Ok. Sẽ gọi là không cần biết đường thôi. Ông có cần biết đường biết đúng gì cả cả. Ủa. Tôi chết rồi. Ok. Đúng rồi. Ok. Ôi xong. Đấy rồi. Rồi. Cháy một cái thôi là phải kill về, gọi là cái điểm kia xa lắm. Mình bị 2 lần các bạn ơi. Rồi. Không sao bạn ơi. Đấy, mình gọi là phải kiêm 3 cái nhiệm vụ đây, não gọi là loát nó không kịp đây, chỉ biết nhảy đâu bạn. Đó là Vanh à? Nhìn đâu mình nhảy đấy luôn, mình không có. Đấy, tôi vừa nói xong tôi không. Đây, đi theo Noob, đi theo Noob. Nếu con khí tránh xa ra là đấy tôi cuối cùng đấy luôn các bạn đấy. Đâm mình quýt du. Sự thiệt thòi, chả lẽ bây giờ tôi quay clip theo kiểu gọi là im lặng các bạn ơi. Đúng rồi. Ông mình vô video game đúng không ạ? Ok, không chơi thế thì chơi thế thì không còn cảm xúc thực tế các bạn ạ, chơi nó không có vui. Đấy, vừa nhảy nó nhảy nó phải có cảm xúc thực tế. Mình chèn cái chữ vô. Đi thôi. Tôi ấn thấy. Ôi sao Khang lại lấy xe của Vanh? Ủa em ấn. Xe của ai không biết, không quan tâm, bạn là cứ đi xe đã. Có xe ai. Chỗ này nguy hiểm nha, cái chỗ này nguy hiểm nha. Hai. Ui nó bay thẳng xuống lava hết hồn. Có thanh niên nào lon thì nhảy xuống rồi bạn này. Đi nhanh nữa bạn. Cái điện kia bám cho chúng ta làm gì đây hả? Thà nó chứ em không muốn bám đâu mà tại nó cứ đi trước em thôi. Đường này mà. Ok. Nhảy này. Lon thế. Quá lon trời, quá lon. À Vanh nói thế. Ok bạn ơi nhảy qua bên này đi. Qua bên này qua. Ok. Ui. Hình như hay tìm anh em tìm thanh niên Kiên đi, thanh niên lạc rồi kìa. Rồi thanh niên Kiên tầm này win rồi đó bạn. Win rồi à? Win luôn rồi hả? Win nhanh vậy. Chưa thấy checkpoint. À nó chưa thấy checkpoint nha. Ai cũng 300 mấy thanh niên có 130. Ok các bạn ơi. À tôi gọi là kiểu gì ta? Ok bạn ơi. À đây. Ủa cái mấy cái chỗ băng. Cái mấy cái chỗ băng này nhảy. À đây. Ok. Ui rồi, đi trơn. Trơn quá. Ui rồi. Ui này rồi. Hello này qua sao? Phải không ta? Ở đây. Thằng non. Quá lòn. À em non. Quá lòn bạn ơi. Qua từ lâu rồi. Ý da. Ok bạn ơi. Hóa ra Khang đang trước mặt Vanh à? Đúng rồi, có 2 thanh niên, tính ra là có thanh niên Khang với cả thanh niên Vanh đang gần nhau bạn. Đâu? Có checkpoint ở đây không? Kìa sao checkpoint ở đây? Ok bạn. Đây. À, tôi phải nhảy lại chỗ điểm này à? Đâu. Bạn đừng có đi theo em nha. Đây này, cứ đi theo đây. Thằng đừng có đi theo Vanh ấy. Đây bạn. Ui giời ơi. Bạn đi đấy, bạn đi đấy. Ui giời ơi. Trời ơi. Chỗ này chỗ nào đây? Đi nào. Được luôn. À đây. Đây bạn. Ui, được. Cái này giống như kiểu là vừa nhảy parkour vừa đi giải mã mê cung các bạn ơi. Không phải, cái đấy không phải thôi. Không phải á. Đâu phải. Thấy đâu nhỉ? À đây. Đấy, bạn đừng bắt chú em nhá. À đúng chứ. Nhảy đúng kiểu giải mã mê cung các bạn ơi đấy. Cái này nó xoắn ốc mà bạn, nó cứ hoàn toàn là vằn, nó cứ vòng. Ok, vòng quanh. Này rồi. À, tôi nhảy hụt rồi, còn cái nít. Em win rồi. Win con khí. Win con khí. Win con khí. Ủa? Em có cửa sao? Em mới. À đúng chứ. Lúc nhảy đó, lúc đang xoắn hết cả não, lúc chỉ biết nhảy các bạn ơi. À như mình chỉ kiểu như bữa nay à thề. Giấu đi theo Vanh, trời ơi. Khang cứ đi theo Vanh. Em có đi theo đâu Vanh. À đây, anh buồn cười đấy. Cười đi. Ủa cái này hay ở đây à? Ui, quá gà. Cái này leo. Đừng có đi theo em nhá. Ui, cái này leo này hay này. Ui. Hình như đúng rồi. Ủa nhảy đâu tiếp? Ủa, cái này chui đây à? À không. Hình như nhảy sang bên này bạn ơi. À, chứ tôi bị lỡ nhịp đoạn này. Ui giời đây rồi, ok bạn ơi. Ui giời. Đấy các bạn thấy không, nhiều khi cái này không phải nhảy xuống các bạn này. Thế là đi đâu ta? Là sao? Đi nào? Đi về Bến Tre. Ok à? Chết giờ rồi. À đây, ui giời ơi. Tôi bị lỡ đoạn này. Oh my god, cái này sao quá. Hay quá. Nhanh các bạn ơi. Nhanh. À đúng chứ. Cái chỗ nước này. Nhiều cái mà tôi chả biết là nó nhảy đi đâu luôn các bạn ơi. À đây rồi. Ok. Ui gì vậy? Đi nào tiếp nào. À đây. Đi nào? Ủa sao? À đây, ui rồi ôi cả giải mã mê cung à. Cái gì đây? Qua đây đúng không Khang? Không Vanh ơi, sao rồi? Ok bạn ơi. Đúng rồi, tất nhiên là em chứ. Ok, ui dồi ôi. Càng dần nó càng khó các bạn, kiểu giải mã mê cung nó càng ngày càng khó rồi. Đây, ok. Vanh thấy càng ngày càng dễ đúng không ạ? À thế à, Vanh càng dễ à? Ok thôi núp cảm giác như Vanh đã mơ được một giấc mơ Vanh đã chơi rồi. Ồ, cái này nhảy sao ta, thở luôn chứ. Ui ôi. Đâu, đợi tí mọi người đến mọi người chỉ cho. Bên này qua đây. Đợi xíu em tới liền mà. Chỗ này nhảy sao? Không phải các bạn ơi. Nào. Tết giả rồi các bạn ơi. Mấy thanh niên này sang bên này, mấy thanh niên này hưởng hết cái lợi thế của tôi rồi các bạn ơi. Ok. Ok. Anh đừng có đi theo em nhé. Ok. Anh đừng có đi theo Vanh. Ui. Có lẽ ơ. Sao Vanh? Ủa, gì vậy? Là sao? Là như nào? Ô. Núp làm sao đấy? Làm sao đấy Núp? À, ngon đấy mà ăn à. Ngon đấy mà ăn à Vanh. Người ta đang ngồi, người ta đang tính toán những cái bài toán gọi là rồi, rất thẳng luôn đấy. Người ta đang tính toán gọi là làm sao để nhảy qua kia, ông nhảy luôn, mỡ đấy mà hút. Mỡ đấy mà hút Vanh à. Mỡ đấy mà hút đi Vanh à. Rồi xuống chơi cùng Kiên đi. Dưới đồng này. Ấy, chết dở rồi. Tôi nhảy trong đoạn này bị lố rồi, bị lố các bạn ơi. Đâu ra? Ấy, Kiên qua được mạng 2 rồi đấy. À, quên bạn. Ủa cái này cái gì không? Cái này phải không ta? Phải nhảy chỗ này không ta là đúng. Chao đúng rồi, có mỗi chỗ này đâu bạn. Đúng rồi. Ok. Chỗ nào cũng đúng hết. Vanh là tít đằng sau cứ ngồi đấy mà đúng rồi, Vanh người ta đâu đúng rồi. Qua này. Đi ra này đi đằng sau giải mã ăn ké này. Ok. Bây giờ Núp để em đi trước đi, Núp đi sau nha. Không cần. Còn xong. Ấy no. Trong trái tim ta. Để có cái hang rộng này. Lại rộng không Vanh? Rộng nữa. Hỏi cái hang ấy, lại các bạn ơi. Ừ, hỏi hang chứ sao hỏi em. Chết trời. Đâu hang rộng đấy hang. Ok. À chứ mình chỗ này vừa lấy bị thanh niên Khang nên đi dí đằng sau thế đâm ra bị vội. Ok, lại không sao bạn. Sợ đâu ra? Sợ. Ui rồi. Sao vừa lấy tôi thấy thanh niên Khang ở đây mà? Thanh niên Khang đi đâu ta? Mới té là ba, thề luôn. Thanh niên này hình như thanh niên này nhầm đường ra ấy. Không, em mới té là ba xong. Thế thì nhầm đường, phải đợi Vanh đến rồi mới đi được. Thanh niên này đi đường nào? Sao rõ đường này không? Hay là mình đi nhầm nhỉ? Không. Đúng rồi. Phải không ta? À lúc mình đang băn khoăn các bạn ơi. Không chắc phải. Bởi vì là có cái chỗ checkpoint mà. Có chỗ checkpoint bạn ơi, tôi nghĩ là phải. Có chỗ gắn này nó nguy hiểm vậy. Cao Noob, Vanh tới ở đây. Vanh con khỉ. Ở đâu rồi? Đi con khỉ đó bạn. À đây. Ôi về bẫy bể. Ui, chỗ này có giày này. Ui. Tên là Vanh MC lại Vanh con khỉ đây. Ui, nó xin thật sự bạn ơi. Oh my god. Ui. Thôi thanh niên lấy giày ở đâu ấy? Ở bên đấy đây. Có đôi giày đây. Ô, em lấy cho. Thế là chỉ có một người có thôi à? Kìa. Ủa? Cái đấy là ai đến trước cái đấy lấy hả? Rồi xong rồi. Hay là chắc là hay là phải chờ Núp nhảy xong Núp giả lại đôi giày cho. Coi dù giả luôn. À kia có đôi giày kia mà. Đâu? Đấy, thấy chưa? Đây có đôi giày đây mà. Ôi giời, đi trên lava. Ui giời ơi, thế thì lại dễ quá rồi. Ở đâu nhảy chỗ nào? Dino bị mắc ở rừng hoa hay đi đường nào? Đường hoa là phải đi theo đường hoa Dino ạ. Ủa nhưng mà xong đi đâu? Đi theo chỗ nào có lava thì chỗ đấy có đường đi. Chứ trời hình như là mình đúng rồi mình nhảy lộn bạn ơi. Lấy cái này xong phải quay về đây. Cứ trả lời thanh niên Vanh các bạn ơi. Thôi trả lời xong câu thì tôi quên hết cả đường. Rồi. Và đấy. Anh cứ đi theo em là sao đó. Ở đâu ta? Hàng cứ đi theo Vanh. Ok đây đúng đường rồi các bạn ơi. Ui. Hóa mượt. Đấy, tính ra là mình hóa mượt luôn. Nào Khang đừng có đi theo nữa. Con đừng có đẩy em đi nào. Ok bạn này. Đấy. Ui giời ơi. Tính ra là cái này không có khó các bạn. Cái này không có khó đâu. Cái này chỉ có gọi là đau đầu để. Chết trả rồi, hình như tôi đang nhảy bị sai không ta? Nó mất đôi giày rồi. À đâu, không đúng. Mượt thế các bạn ơi. Lúc đấy không có ai. Tính ra là mấy thanh niên này cứ ở gần mình ấy, đâm ra là mình mới kiểu mất tập trung các bạn. Mình bị sợ. Rồi không có sợ nha, người ta mất tập trung. Người ta mất tập trung thôi, bởi vì người ta gọi là phải canh me mấy thanh niên nhảy ở đâu như thế nào thôi chứ còn sợ cái gì. Tầm này ui giời nhảy mượt như thế này sợ gì bạn. Khang vẫn chưa có điểm checkpoint đâu nha, nhảy từ thôi. Yên tâm em bro, mấy cái pha này tôi cứ nói như thế nào. Phải đường này không ta? Đừng có lôi. Thằng này không ta? Sao thấy quên sai nha. Sao cứ thấy vòng nha. Ủa sao em thấy giống quay lại chỗ cũ ta? Đúng không thấy. À không đây. Phải các bạn ơi, đúng là kiểu xoắn ốc các bạn ơi. chúng ta. Kiên chắc là ngủ luôn rồi. Thôi Kiên Noob nghĩ rằng là hôm nay chắc nhận được giải khuyến khích. Ôi. Kiên quay lại chúng ta từ nha, mình đang thấy cái block kia nó cao quá bạn ơi. Thôi đây để thử nhảy ra. Kiên nhảy tụt phát xuống dưới rồi. À đâu, phải đúng bạn ơi. Cao quá nó cũng gọi là mình phải nhảy lấy đà. Ok. Ai giỏi ơi, ngon ngay này là sao ta? Mình có mấy. Ui. À đây. Ui giời ơi, thà luôn chứ. Cái chiến Khang đi chưa mê cung thế nhờ. Cái này vòng bo thế nhờ, khổ. Rõ khổ luôn. Chết dở rồi. Cái này nó có đúng cái gọi là kịch bản của map không đấy, sao tôi nhảy lọt hố xong rồi. À đây đúng. Xong lọt đi luôn rồi xong. À đúng các bạn ơi. Đúng bài luôn. Rồi, đúng rồi. Tí đây làm gì chứ cái này mỏi tay quá. Đi các đi. Đúng rồi, lúc đầu phải giữ phím gọi là chạy nhanh liên tục này. Em giữ bằng ngón chân luôn rồi đây. Đi lava không đi đâu nữa anh em ơi. Đi lava cứ đi theo đường có lava ấy. Xuống lỗ, xuống lỗ xong lên trên. Nghe câu xuống lỗ mình nghe thấy đau thương này. Phải có đau thương thì mới có hạnh phúc. Ok, mình đang nhảy đây rồi. Ủa tôi đi đâu vậy? Đi đâu hỏi làm chi? À đây nhảy đây các bạn ơi, nhảy đây. Phải không ta? Ôi ông ta lại xuống lỗ. À đây nhưng nhảy đường này phải chứ các bạn. Nhầm đôi khi nhầm lẫn. Đôi khi nhầm lẫn các bạn, không có gì cả. Nghe ảo mà cái là đau quá. Đấy, không có ảo gì cả, trình độ cá chứ nhảy hụt là bảo ảo ma, nhảy hụt chỉ có do hai người thôi. À quên mất hai tác nhân rồi, một là do đối thủ, hai là do gọi là chính bản thân mình. Đúng không ạ? Cái nhà đó hơi vòng vo ban đầu có lên mình. Nhà nó hơi kiểu không gian 4 chiều xoắn ốc các bạn ơi, xoắn ốc này nó cứ xoắn cái não luôn. Thôi không nào, mình tính ra là mình đã rút được ra cái kinh nghiệm đó là chúng ta cứ đi vòng vòng ấy, cứ đi vòng vòng ấy là một hồi. Nói chung là mình cứ theo con tim ấy, còn lý trí đi đâu kìa. Đúng rồi, nó đi đâu thì kệ nó đi các bạn ơi. Gió rồi, sai rồi. À đây bên này các bạn đi nhầm. Đấy các bạn thấy không? Này, đúng rồi Vanh ạ. Cứ đi thấy chỗ nào đường càng nhảy nó càng mở ra ấy thì là chắc chắn rồi là đường ấy là đường đúng bạn. Còn nhảy chỗ nào mà thấy nó cứ rồi bị đường cụt là thôi, còn cái nịt. Ô bà, đấy. Cứ đi theo cảm tính đi Vanh ạ. Cuộc sống là những cảm tính mà. Ok bạn này. Ui, nhảy mấy nóc nhà luôn bạn, quá đỉnh. Ở đây rồi, check point rồi. Hình như là cái này trèo qua bên này phải không ta? Đúng bài luôn. Ôi giời. Ok. Trời ơi, quá đơn giản bạn. Ôi giời ơi. Ôi chết dở rồi phải không ta? À đây đúng rồi. Woohoo. Anh vượt qua mấy thanh niên rồi. Tới làng rồi bạn nào mấy thanh niên rồi này. Ui. Em tới làng rồi đấy bạn. Ui, cái này phải nhảy nhanh ạ. Ui giời ơi. Quá trời ơi. À không, thực ra cái đấy cũng chậm mà. Đây qua bên này bạn đây. Trời ơi, quá đơn giản. Rồi lại lên bờ. Quá đơn giản, lúc đã đến khu vực gọi là Redstone rồi bạn. Ủa là đâu? Đi đường nào ta? Ủa? Tới đâu? À, đi đường này các bạn ơi. Nút. Ây, ôi. Nó chỉnh cái đường dây ra gọi là một hướng khác các bạn. Ôi giời. Ấy, ok các bạn. Đấy, không có nhảy đây phải không? Là nó mới biết à? Người ta nhảy người ta phải biết khám phá. Qua rồi, qua chỗ núp luôn rồi chứ. Thôi ông đừng bốc phét nữa, tôi nãy giờ tôi chưa thấy mặt mũi ông đâu, ông bốc phét các bạn ơi. Ấy. Chỗ này không ta? Anh đang mơ đúng bạn, đừng có đánh thức Vanh. Em xem Kiên thế nào chứ Kiên 58 giây ở chỗ đoạn nào nãy giờ kìa. Cảm thấy cũng khá là buồn. Cái này nó không hiển thị bao nhiêu level các bạn ơi, cái này nó chỉ hiển thị như time support đúng rồi, checkpoint đâu bạn. Kiên nhảy từ cái số 3 về số 1 rồi, xong nhảy mãi không qua số 2. Sao lại số 3 về số 2? Số 3 về số 1. Và nó bị tụt. Hai mình sẽ nhảy đây các bạn này. Đấy. Trời ơi. Đấy, để cho các bạn biết rằng là tôi gọi là vừa nhảy vừa bình luận đây. Ví dụ là tôi sẽ nhảy đây này. Đấy, tôi nhảy đây này. Đấy, xong rồi từ nhà tí đoạn có đoạn nào không được để chứng minh rằng là tôi gọi là quay trực tiếp cho các bạn biết thấy nỗi khổ của tôi là chứ mỗi lần parkour bạn cứ chê tôi hoài. Chứ bạn làm một công gọi là ba chê lúc đâu. Không, lúc có bảo Vanh chê đâu. Lúc có bảo Vanh chê, bảo Dino chê. Chứ đây, mình sẽ gọi đây có checkpoint này phải không? Ví dụ này mình sẽ đi qua đây và lùi lại nhảy vào đấy xuống lava đấy, xong rồi mình lại nhảy lên và mình sử dụng lấy kill luôn. Đấy các bạn thấy nhanh thế là chắc chắn là không phải đâu. Đấy, không phải là gọi là ghi âm rồi. Đấy, bình luận trực tiếp rồi đấy, chứng minh khổ quá luôn. Ok này, nhưng mà thôi, chúng ta gọi là phải... Ui, sao mình chưa thấy thanh niên nào đằng sau mình ta? Đấy, thấy cái đuôi con khủng long như... Ấy, chết rồi đấy. Tại thanh niên Khang đấy. Trả lời chi? Trả lời để làm chi hả? Trả lời để làm chi người ta nhỉ hụt ra chứ. Đây ok. Người ta hỏi thôi. Người ta hỏi thế thôi bạn ơi. Bị đâu rồi. Đấy, không có đủ thừa. Mình đã hoàn thành thành tựu. Thành tựu gì? Nhấp nháp. À nhấp nháp gì đấy. Nhấp nháp là Vanh, thế là Vanh ở bên à. Rồi bạn ơi. Bạn ở giờ. Ồ, chúng ta đến đến khu vực gọi là địa ngục của các bạn ơi. Ô, địa ngục xong rồi lại băng. Ui, em tới địa bàn rồi này. Tính ra này nó không sắp xếp theo một cái vùng đất nào đâu các bạn ơi. Nó cứ gọi là linh tao linh tinh. Đâu đi đó. Nó thích đi đâu nó đấy thôi. Từ nhà đây xem nào. Vanh đến vùng đất đá đỏ rồi. Ok, Vanh đến. Ồ, em tới vùng đất. Ui, cái này ui trơn. Ui. À rồi, nhảy xuống hố à. Không, cái tính ra đi đâu. Cái này nhảy ra cũng cái băng của chúng ta. Ok. Ôi giỏi, mấy cái trơn này thì đơn giản đối với mình bạn, đánh võng vài kiểu. Ôi giỏi ơi. Nó té luôn. Ui, hình như là mình đến chỗ điểm win rồi các bạn ơi. Ui giỏi, phải không ta? Nhận thấy được. Chỗ này hết đường rồi này. Chết. Rồi, thì chết đi. Chỗ này hết đường rồi này, hình như đến điểm win rồi. Ui giời ơi. Đường đấy, không, từ nhà Noob thử. Đây Dino thấy đường này. Đây có cái chỗ điểm này tưởng không? Rồi, không hay đường không? Đấy, trời thắng rồi này. Ui giời ơi. Ui tên vàng khe luôn rồi. Người ta thắng rồi. Thanh vợ đợi em nha. Ui giời. Hai gì? Ui, 1207 giây. Ui, thế là bao nhiêu phút ra? 60 rồi. Ai cầm máy tính đi. Vanh ép rồi ơi. Tiếng đúng không ạ? Một cái gì mà 1207 giây là một tiếng thì bốc phét à? Ui. Ở đây một tiếng mà. Thôi không đừng bốc phét nữa. Đây mình có thể cái này có cho Elytra. Ok bạn. Đây. Ui, đâu tôi sẽ bay xuống xem. Đâu, tôi sẽ bay xuống xem nào. Ui giời ơi. Đâu coi người chuẩn bị ăn hàng này. Ấy à bay à. Vanh sắp tới rồi. Ai à? Rồi, Vanh tới nóc này luôn rồi. Cái này chưa bẩn nhá. Bẩn thì người ta người. Vô địch là chỉ có một người thôi. Thử nha, thôi thử xem. Nào chúng ta phải xuống vòng lại xem thanh niên Kiên đến đoạn nào. Tôi nghĩ rằng là tầm đoạn đầu ấy đấy. Nào xem nào. Ôi, em top 2 đúng không? Thanh niên Kiên đâu ra? Không thích, tung tích luôn. Rồi xong nó buồn. Buồn. Đầu TP rồi nào. Hay quá này luôn thanh niên này. Rồi ok bạn này tính ra là quay như là hình như còn chưa gọi là chưa nhảy lúc nào. Có nhảy được đến cái A rồi mà mình tụt xuống. Rồi ôi trời ơi sao mới nhảy. Nói chung là bởi vì thôi không sao các bạn ơi, Kiên thì mới thôi, cứ dần các bạn ấy chơi tầm chục lần mini game parkour này, mình nghĩ rằng là trình độ lên một đỉnh cao mới các bạn. Đấy lúc đấy là mình nghĩ rằng là bọn mình còn nhanh hơn nữa rồi đấy. Đấy các bạn thấy không? Ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái mini game gọi là cuộc thi gọi là chạy parkour rồi đó, nhưng mà gọi là theo hình xoắn ốc các bạn nha. Đấy, rất là cao, rất là dài luôn. Đấy thì ok thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc các bạn ơi. Nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong Noob Team ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại, bye bye.